Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Trung và miền Nam trong ngày hôm nay phần lớn đang đi ngang trong khi đó, thị trường miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ. Nhiều địa phương không còn giữ được mức giá 60.000 đồng trên 1 kg trở lên nữa. Giá heo hơi tham chiếu đối với các doanh nghiệp cũng không có sự thay đổi. Theo các chuyên gia, giá heo hơi hiện nay tương đối thuận lợi nên nhiều nông hộ chăn nuôi đã bắt đầu tái đàn trở lại. Tuy nhiên, sự không ổn định trong giá cả, bên cạnh đó dịch bệnh vẫn còn những diễn biến thất thường là một trong những khó khăn lớn đối với ngành chăn nuôi hiện nay. Hiện nay một số địa phương ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ như khu vực Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương hay trên địa bàn thành phố Hà Nội có mức giá dao động 58 cho đến 60 000 đồng. Khu vực Nam Định hay là đối với khu vực Ninh Bình phổ biến mức giá 57 cho đến 59 000 đồng trên 1 kg, đã giảm khoảng 1 000 đồng so với tuần vừa qua. Tại các tỉnh ở khu vực Trung du và miền núi như khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang hay Phú Thọ, mức giá 57 cho đến 58 000 đồng phổ biến nhiều hơn. Những đàn heo đẹp bán nhỏ lẻ cho lái một địa phương thì mới có mức giá 59.000 đồng và hầu như đã mất mốc 60.000 đồng trong ngày hôm nay. Các địa phương ở khu vực vùng cao như Lạng Sơn, Cao Bằng trong ngày hôm nay cũng chỉ phổ biến mức giá 58.000 đồng, khu vực Lào Cai, Yên Bái ở mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Những địa phương này ít có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên vẫn đang giao dịch khung giá phổ biến từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Cục bộ vẫn có địa phương 60.000 đồng nhưng số lượng ngày càng ít đi. Theo ghi nhận, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và tỉnh trong ngày hôm nay, giao động khung giá từ 56 cho đến 58.000 đồng đã giảm nhẹ so với tuần trước. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đi ngang với mức phổ biến từ 56 cho đến 57.000 đồng. Các địa phương ở vùng miền Nam Trung Bộ, Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn có mức giá từ 56 cho đến 58.000 đồng, đa phần các địa phương còn lại ở mức 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt, khu vực Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Heo hai b có mức giá thấp hơn từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg. Còn riêng đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên vẫn phổ biến khung giá từ 55 cho đến 58.000 đồng. Giao dịch trên thị trường yếu khiến giá heo hơi có xu hướng chứng lại ở toàn vùng. Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum hay Đắk Nông vẫn đang dao động trong khung giá như vậy. Đợt thăng giá vừa rồi trong 3 tuần vừa qua chủ yếu tập trung ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc tăng rồi lại có xu hướng giảm. Với mức giá từ 55.000 đồng trở lên, các hộ chăn nuôi vẫn đang còn lãi Giá heo tại thị trường miền Nam giữ nguyên với khung giá từ 57 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Đồng Nai vẫn giao quanh 60.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương vẫn có mức giá như vậy. Các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Long An và Tiền Giang, khu vực Bến Tre, Sóc Trăng phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Vẫn có nhiều khu vực có mức giá 60.000 đồng như An Giang, Đồng Tháp, nhưng khung giá từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg phổ biến nhiều hơn ở thị trường miền Tây trong ngày hôm nay. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá từ 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội, như khu vực Đan Phượng trong ngày hôm nay báo giá 57.000 đồng. Ba vì heo đẹp báo giá 58.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Phúc Thọ trong ngày nay cũng có mức giá 58.000 đồng. Hưng Yên trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Số lượng mức giá 60.000 đồng ngày càng ít đi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Một số hộ chăn nuôi báo giá cuộc tiền lữ của Hưng Yên có mức giá 59.000 đồng. Thái Bình 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay cũng có mức giá từ 58 cho đến 60.000 đồng. Trong khi đó, trên địa bàn Hải Phòng có mức giá 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh 58 cho đến 60.000 đồng. Ở khu Đầm Hà, Quảng Ninh, nhiều hộ chăn nuôi vẫn báo giá 60.000 đồng trong ngày hôm nay. Nam Định có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Ở khu Ý Yên trong ngày hôm nay báo giá 57.000 đồng khu vực biển Hải Hậu của tỉnh Nam Định có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Ninh, phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Một số địa phương ở khu vực Trung Du như khu vực Thái Nguyên có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ 56 cho đến 58.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá cuộc đoan hùng của Phú Thọ trong ngày hôm nay phổ biến do so quanh 57.000 đồng thuộc thanh sơn, thanh thủy 57 cho đến 58 000 đồng trên 1 kg đối với những đàn heo đẹp. Trong khi đó trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có mức giá 57 cho đến 59 000 đồng trên 1 kg. Địa phương này cũng đang mất mốc 60 000 đồng. Cụ thể theo ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực sông Lô của Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay chỉ bán được với mức giá 57 000 đồng. Bắc Giang có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg, Tuyên Quang phổ biến mức giá từ 57 cho đến 58.000 đồng. Những đàn heo chọn mới được mức giá 59.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn 56 cho đến 58.000 đồng. Khúc Lào Cai và Yên Bái ghi nhận trong ngày hôm nay có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Ở đây còn tùy thuộc vào chất lượng của heo nữa. Bắc Cạn phổ biến khung giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Sơn La 57.000 đồng. Hòa Bình phổ biến mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu và Điện Biên 57 cho đến 60.000 đồng. Các địa phương ở khu vực miền Trung ghi nhận như Thanh Hóa có mức giá từ 56 cho đến 58.000 đồng. Nghệ An phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cuộc đô lương của Nghệ An trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 56.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá từ 55 cho đến 57.000 đồng. Quảng Bình 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, khu Quảng Trị có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Huế trong ngày hôm nay không có sự thay đổi với mức bình quân 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Phú Yên trong ngày hôm nay giao động mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa 55 cho đến 57.000 đồng. Cục Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Bình Định 56.000 đồng và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Trong khi đó, đa phần các địa phương ở khu vực Tây Nguyên có mức giá đang dưới 58.000 đồng trên 1 kg. Chỉ có 5 đồng là ở mức 55 cho đến 58.000 đồng. Các địa phương còn lại như Con Tum 54 cho đến 56.000 đồng. Gia Lai 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk và Đắk Nông ở mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, thị trường miền Nam vẫn duy trì mức giá cao ở cả khu vực miền Đông và khu vực miền Tây Nam Bộ, như khu vực Đồng Nai trong ngày hôm nay, nhiều nơi báo giá 59 cho đến 60.000 đồng, Bà Rịa Vũng Tàu 58 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Các địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng ở mức giá 58 cho đến 60.000 đồng, Bình Dương 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg khu vực Bình Phước trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 58 cho đến 60.000 đồng. Tây Ninh 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ, giao quanh mức giá 60.000 đồng. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Bến Tre 61.000 đồng trên 1 kg là cao nhất, Trà Vinh 60.000 đồng, Sóc Trăng trong ngày hôm nay cũng đã chạm mốc 60.000 đồng trên 1 kg bạc liêu tăng nhẹ thêm 1.000 đồng và ở mức 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Long An 60 cho đến 61.000 đồng. Đồng Tháp trong ngày hôm nay cũng đã chạm mốc 61.000 đồng trên 1 kg. An Giang tăng nhẹ thêm 1.000 đồng và ở mức 60.000 đồng. Vĩnh Long trong ngày hôm nay có mức giá cao, dao động từ 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau 60.000 đồng, khu vực Kiên Giang từ 59 cho đến 61.000 đồng, trong khi đó, địa phương Cần Thơ và Hậu Giang phổ biến mức giá 60.000 đồng trong ngày hôm nay. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.